Xin chào các bạn ha. Hiện tại thì Nhã đã sắp tới thị xã Bạc Liêu rồi, còn cách 30 cây số nữa thôi. Đó. Quý vị thấy có cái hướng đi ra biển 3 cây nữa đó. Wow. Nghe đã ha. Còn đây là chiếc xe máy của Nhã nè. Đó quý vị thấy không? Một chiếc xe máy đi từ Sài Gòn xuống. Đó. Rồi ngay đây nè, vòng quanh khu vực này ha là gần biển. Đi ra có 3 cây số thôi. Ok. Rồi, bây giờ tiếp tục cuộc hành trình ha quý vị. Ok. Sẽ ráng tới Bạc Liêu, tới Cà Mau luôn ha. Rồi quý vị cùng đón xem nha. Hiện tại thì Nhã đến cái bản chỉ dẫn này đây. Đó họ ghi là thị xã Bạc Liêu, đi thẳng 30 cây số nữa. Nếu mà đi quẹo trái ha là sẽ đi ra biển nè. Rồi, rồi phải rồi đi Vĩnh Châu. À hi hi, giờ đi đâu ta? Thôi đi về xứ Bạc Liêu đi quý vị. Hồi nãy thì cũng có chạy ven ven cái xứ biển rồi. À, xin giới thiệu với cô chú anh chị là ở miền Tây ha cũng có biển nữa nha. Có một số tỉnh có biển, ví dụ như là Bến Tre nè, rồi Trà Vinh cũng có biển nữa. Trà Vinh thì là biển Ba Động với biển Tân Thành đó quý vị. Còn ở dưới Bạc Liêu cũng có biển luôn nha. Cà Mau cũng có biển nữa. Mà nhiều cái con đường nghe chỗ mà biển ở xứ Sóc Trăng chẳng hạn, nó có đường đi ra ngoài Côn Đảo hay là đi Vũng Tàu cũng gần đó quý vị. Bạc Liêu 27 cái nữa. Khỏe rồi ha. Đến đây là quá khỏe rồi. Đó cô chú anh chị thấy không, Nhã đi dữ không bằng cái xe máy của mình thôi. Nó thì cứ thích lên xe rồi đổ xăng và đi phượt ha. Ai hay kiểu trái là đi Bạc Liêu. Ok. Hồi nãy đó vậy, Nhã mua được một cái bịch chuối nướng mà đi gấp quá, không có rảnh để ngồi ăn thông thả nữa, nên có lẽ là sẽ về đến Bạc Liêu trước ha, rồi vô khách sạn ăn.
cảnh của người Khmer đẹp quá. Bởi vậy quý vị, vô xóm làng này nọ đó, nhìn thấy những cái cảnh mà xưa cũ của người Việt ha, cách đây 10 năm hoặc là mười mấy năm về trước đó quý vị, thì mình cảm giác là vui lắm. Cảm giác giống như là những cái kỷ niệm của thời tuổi thơ ha, nó vẫn còn tồn tại ở một cái nơi nào đó trên đất nước Việt Nam của mình quý vị, những nơi vùng sâu vùng xa hơn. Bạc Liêu 23 cây số
và ở đây có một cái ngôi chùa. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị nha.